Thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Các ý kiến cơ bản tán thành nội dung quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức như đề xuất của Chính phủ, đảm bảo đồng bộ với quy định về thời hiệu kỷ luật Đảng. Cụ thể là áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ công chức viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị cần bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan. Các ý kiến cho rằng các nội dung tại tờ trình của Chính phủ đã nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, quan điểm và yêu cầu trong các văn kiện của Đảng, qua đó giải quyết được những vướng mắc bất cập trong thực tiễn, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong bộ máy nhà nước. Ta thể chế hóa cái chủ trương của Đảng thành cái quy định của pháp luật là rất là kịp thời. Nếu không có thì chúng ta sẽ rất là vướng trong quá trình triển khai thực hiện tới đây. Đối chiếu với thời hiệu của Đảng thì còn thời hiệu kỷ luật. Nhưng đối với thực tế chúng tôi gọi là xử lý chính quyền đây, hay là bây giờ ta gọi trong này là xử lý kỷ luật hành chính thì lại hết thời hiệu. Nếu mà chúng ta không sửa nhanh chỗ này thì sẽ vướng chỗ này và rất khó cho quá trình triển khai thực hiện. Tán thành với quan điểm trên, sau một số ý kiến cũng đề nghị cần bổ sung thêm quy định về cách chức đối với cán bộ, có hướng dẫn về việc hồi tố xử lý kỷ luật. Chẳng hạn như là đối với những người mà đã bị kỷ luật Đảng và nằm ngoài cái thời hạn quy định ấy, thì nó dễ, còn đối với những người vừa kỷ luật Đảng, chẳng hạn như là đã kỷ luật Đảng mà bây giờ theo thời hiệu kỷ luật 2 năm là chúng ta không phải kỷ luật chính quyền nữa, nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi chuyển sang là 5 năm, như vậy thì những người còn nằm trong phạm vi 5 năm thì chúng ta có hồi tố, có theo cái quy định này là chúng ta tiếp tục kỷ luật hay không? Trước ý kiến băn khoăn của đại biểu Quốc hội về việc có hồi tố xử lý kỷ luật hay không, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết quy định số 69 của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định, đảng viên bị kỷ luật về đảng thì cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên đề nghị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền trong thời gian 30 ngày. Mà rơi vào cái khoảng thời gian là còn 30 ngày thì chúng ta mới có thể hồi tố được, còn lại nữa thì chúng ta không thể thực hiện cái hồi tố này, nên dẫn đến một cái thực tiễn là quan điểm của cơ quan soạn thảo thì chúng tôi cũng không muốn là chúng ta hồi tố lại, vì hồi tố lại là nó cũng sẽ có những cái vướng mắc khó khăn và nhìn chung là nó sẽ có những cái ảnh hưởng và nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề là nó cũng gây khó khăn phức tạp cho các cái cơ quan quản lý trực tiếp về cán bộ công chức và viên chức. Nhưng mà bắt đầu khi mà cái nghị quyết này có hiệu lực, tức là Quốc hội thông qua, thì như vậy bắt đầu là chúng ta sẽ áp dụng theo cái tinh thần đó là đảm bảo cái sự thống nhất và đồng bộ theo cái quy định 69 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, các ý kiến cũng đề nghị Quốc hội quan tâm liên quan đến kết luận 19 trong chương trình xây dựng pháp luật của toàn khóa cũng đã thống nhất đưa luật cán bộ, công chức, luật viên chức và các luật có liên quan này giao cho Chính phủ phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Như vậy, trong năm tới phải trình và sửa đổi những nội dung liên quan này trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Chính vì vậy, trong nghị quyết cũng cần phải nhắc nhở và giao cho Chính phủ khẩn trương nghiên cứu để sớm trình Quốc hội quyết định sửa đổi những nội dung liên quan đến luật công chức, viên chức mới, đảm bảo chương trình kế hoạch đã đề ra.